chào chị Kim Phụng, xin chào quý vị khán giả. Trước hết chắc là cho phép em có một khoảng lặng để tạm ngừng cái sự xúc động trong lòng mình khi vừa được chị chia sẻ trong không gian âm nhạc của Ru Lại Câu Hò vừa rồi. Cảm ơn chị với tác phẩm đầy cảm xúc này. Cảm ơn. Chị rất đẹp trong tà áo dài tím, một sự phục sức rất phù hợp với bài hát này, và chính vì thế nó chuyên chở dẫn dắt cho khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác bằng cái sự thấm đẫm từ đời thực cho đến tác phẩm nghệ thuật. Và từng giai điệu, từng lời hát của chị cất lên như chất chứa bao nỗi niềm, và chính điều đó nó chạm đến trái tim của em, chạm đến trái tim khán giả. Em chỉ tin rằng chị sẽ tỏa sáng sau cuộc thi này. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thành Thúy. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhắn tin bình chọn cho thí sinh Nguyễn Kim Phụng bằng cách soạn tin nhắn với nội dung 05 gửi đến tổng đài 8534.